22 tuổi là chúng ta chỉ cần dùng liệu trình cho em là hai hộp với giá là 350, 360 giảm còn có 250.000 đồng và miễn phí ship ở trên livestream của em. Nếu những ai chúng ta đã sinh con dưới 35 tuổi là chúng ta bắt buộc phải sử dụng liệu trình 5 hộp kẹo mầm lúa mạch gold như thế này. Từ 900 giảm còn 430.000 đồng. Những ai mà chúng ta trên 35 tuổi nha, độ tuổi càng già càng trên 35 tuổi chúng ta lại phải dùng nhiều hơn, tức là 10 hộp giá 780 được tặng cao tinh nghệ miễn phí ship. Em đặt 10 hộp có thấy không? Có thấy tất cả những chị em đặt hàng em đều thấy, bởi vì em đang livestream trên ba máy nên em sẽ không đọc kịp đơn đâu. Các chị em nào chúng ta xem livestream mua hàng cứ để lại số hộp kèm số điện thoại trên livestream là được. Em đang livestream trên ba máy và số đơn nhảy lên rất là nhiều. Và ngày hôm nay thì em mới có chương trình khuyến mại lớn như thế này đối với dòng sản phẩm tăng size vòng 1 này. Đây là dòng sản phẩm tăng size số 1 Việt Nam. Bởi vì cái độ tăng size nhanh và mạnh gấp 20 lần so với mầm đậu nành thông thường. Sản phẩm này được Bộ Y tế cấp phép, được lên TV, lên truyền hình, được xuất khẩu đi Mỹ, Canada, Nhật Bản, Đài Loan, Hàn Quốc, và tất cả hàng triệu triệu khách hàng sử dụng sản phẩm này đều có hiệu quả tăng size ít nhất là 3 cm đến 5 cm là chuyện bình thường. Và bên em ngồi đây tư vấn cam kết nếu như không tăng size bên em hoàn tiền 100% luôn. Dùng đủ một liệu trình như em tư vấn, dùng từ tăng từ 3 đến 5 cm. Tất cả những ai chúng ta da xấu dùng cái mầm này nó sẽ đẹp da hơn này, mờ nám sạm này, trắng hồng hào da này. Những ai chúng ta có cái vòng một bị lép lâu năm, lép bẩm sinh, hai bên không cân xứng, hay là những chị em nào sau sinh vòng một bị nhão, bị sệ, đến bên to bên bé đầu ti thâm đen, hay là lép không còn gì sau khi cai sữa con vòng một không còn gì nữa, dùng đúng một liệu trình kẹo mầm lúa mạch bên em, nếu như không hiệu quả bên em sẽ hoàn tiền 100% luôn. Những chị em nào chúng ta sau sinh đang cho con bú dùng được, mẹ bầu dùng được, nó rất là an toàn. Nhiều người có gọi lên công ty hỏi là chị ơi em dùng cái sản phẩm này tăng nhanh quá, và nếu mà nhanh như thế thì sợ có ảnh hưởng gì đến sức khỏe hay là không. Thì em xin cam kết với mọi người rằng sản phẩm này tư vấn cho mẹ bầu dùng được, mẹ sau sinh dùng được, cho con bú dùng được. Đó cho nên là những chị em nào chúng ta đang cho con bú chúng ta lại phải ý thức dùng sớm. Bởi vì sao? Bởi vì sản phẩm này ấy, nó sẽ làm giảm cái việc mà nhão sệ sau khi chúng ta cho con ti, sau khi chúng ta cai sữa con ấy, nó sẽ nhão sệ đúng không? Nhưng mà đối với dùng sản phẩm này chúng ta càng dùng sớm thì cái việc chảy sệ nó hạn chế được 80 đến 95% là chuyện bình thường. Em 34 tuổi, sinh hai đứa con, dùng mấy hộp? Dùng cho em dùng cho chị 3 hộp, 5 hộp ba là 430.000 nhá. Em nhắc lại này, đây là kẹo mầm lúa mạch gold, hay người ta còn gọi là kẹo nở ngực của thương hiệu Thảo Mộc 37, sản phẩm được Bộ Y tế cấp phép kiểm nghiệm rất kỹ càng, lên TV, lên truyền hình rất là nhiều lần, xuất khẩu nhiều nước rồi. Và sản phẩm này giúp tăng size vào một gấp 20 lần so với mầm đậu nành thông thường, nhờ có thành phần sâm tố nữ nhập khẩu hoàn toàn từ Thái Lan. Mà sâm tố nữ nó kết hợp với mầm đậu nành và mầm lúa mạch khoa học đã nghiên cứu, nó sẽ cho ta một cái hoạt chất mà chúng ta sử dụng vào cơ thể, nó đánh mạnh vào mô cơ ngực, nó giúp tái tạo mô cơ, săn chắc mô cơ và tăng size gấp 20 lần so với mầm đậu nành thông thường. Một liệu trình tăng từ 3 đến 5 cm, đấy là bên em cam kết, và không tăng size được hoàn tiền 100%, tuy nhiên chúng ta phải mua đúng hàng chính hãng của công ty. Em đây là giám đốc công ty, là giám đốc thương hiệu, ngồi đây tư vấn. Tất cả những ai chúng ta mua hàng chính hãng chúng ta phải để ý số điện thoại ghi ở màn hình chốt đơn thì mới đúng là hàng chính hãng công ty. Còn tránh mua phải hàng giả, hàng nhái, tất cả những số không phải ghi ở màn hình chúng ta không nghe máy, không cho địa chỉ các chị em mình nhé. Cho em hỏi 5 hộp giá bao nhiêu? 5 hộp là giá 900 giảm còn 430.000 đồng này. Một hộp 180.000 đồng. Những ai chưa sinh con dưới 22 tuổi chúng ta dùng liệu trình là 2 hộp giá là 250.000 đồng. Những ai đã sinh con rồi dưới 35 tuổi chúng ta sử dụng liệu trình là 5 hộp từ 900 giảm còn 430.000 đồng. Còn những chị em nào, cô nào ở độ tuổi 35, 45, 55, thậm chí 65 tuổi là cái độ tuổi vòng 1 bị lão hóa dập dễ lâu rồi, là cái độ tuổi khô hạn, da nám sạm, tóc khô sơ, thì phải sử dụng liệu trình cho em là 10 hộp. Bình thường 10 hộp là 1,8 triệu. Tuy nhiên ngày hôm nay ở livestream của em khuyến mại 10 hộp còn có 780 và được tặng luôn một lọ cao tinh nghệ sữa ông chúa trị giá 175.000. Đây là dòng sản phẩm đắp mặt nạ trị mụn, mờ thâm nám và trắng hồng hào da trị giá 175.000. Mua 10 hộp được tặng một cao tinh nghệ sữa ông chúa. Những ai chúng ta trên 35 tuổi thì chúng ta mới dùng 10 hộp nhá, bởi vì sản phẩm này tăng rất là nhanh. Nó nhanh cực kỳ luôn. Cho em đặt 10 hộp nhận được số điện thoại của Lê Mỹ rồi này. 10 hộp nhận số điện thoại của Bạch Nguyễn, 10 hộp nhận số điện thoại chị Uyên Lê, 10 hộp nhận số điện thoại chị Võ Thị Thắm. Ok chị, các chị em mình ơi, em đọc không kịp đâu, bởi vì em đang livestream trên ba máy, chính vì thế em không thể đọc kịp đơn được. Nên những chị em nào chúng ta mua hàng chúng ta chỉ cần comment là số hộp kèm số điện thoại thôi. Khi chúng ta nhận hàng chúng ta được kiểm hàng trước khi thanh toán, có mã vạch của Bộ Y tế trích ra là 180.000 đồng một hộp, có tem chống hàng giả của Bộ Công an trên đây, và nhận hàng sẽ có một cái thẻ bảo hành cam kết như thế này. Quan trọng
muốn mua phải muốn không mua phải hàng giả hàng nhái, muốn mua hàng chính hãng từ em, thì chúng ta xem tất cả những cái số đang ghim màn hình ấy mới là cái số gọi điện thoại chốt đơn chuẩn, còn tất cả những số còn lại chúng ta không cho địa chỉ nhá. Nên là yên tâm em ơi, giá bao nhiêu một hộp chị 36 tuổi? Chị ơi, một hộp là 180.000 đồng. Nếu chị trên 35 tuổi thì chị phải sử dụng cho em liệu trình là 10 hộp. Bình thường 10 hộp là giá 1 triệu 8. Tuy nhiên ngày hôm nay 10 hộp còn có 780.000 và được tặng một lọ cao tinh nghệ sữa ông chúa 175.000. Bị u vú dùng được không em? Chị không dùng được mầm đậu nành. Chị ơi, tất cả những người bị u nhân sơ lành tính, u sơ tử cung, u vú lại bướu cổ đều sử dụng được cái dòng sản phẩm này. Bởi vì sao? Đây là cái dòng sản phẩm duy nhất trên thị trường có chứa thành phần cao trinh nữ. Khoa học đã nghiên cứu rồi, cao trinh nữ nó sẽ giúp làm kiềm, làm thu nhỏ khối u, nó sẽ làm hạn chế khối u phát triển. Còn sâm tố nữ nó sẽ nâng mô cơ săn chắc, căng tròn, tái tạo mô cơ ngực và tăng từ 3 đến 5 cm sau một liệu trình. Một sản phẩm không tăng size thì bên em không bao giờ ngồi đây cam kết không tăng size hoàn tiền đâu. Nên các chị em mình mua hàng chỉ cần để lại số điện thoại, bên em sẽ có chuyên viên gọi điện thoại tư vấn. Số điện thoại em chốt đơn chính là số em đang ghi ở màn hình. Tất cả những số ghi màn hình mới là số chúng ta mua hàng chính hãng được, nên là chúng ta cứ yên tâm nhé. Giá bao nhiêu vậy em? Chị ơi, một hộp 180.000 đồng, check mã vạch ra một hộp 180.000 đồng. Những ai chưa sinh con dưới 22 tuổi chúng ta dùng liệu trình 2 hộp thôi với giá 250.000 đồng, em nhắc trước nha. 22 tuổi đổ về phải dùng 2 hộp thôi, bởi vì sao? Sản phẩm này tăng rất là nhanh. Nhanh mạnh gấp 20 lần so với mầm đậu nành thông thường. Còn trên 22 tuổi, dưới 35 tuổi chúng ta phải sử dụng liệu trình là 5 hộp. Bình thường 5 hộp là 900.000 đồng. Tuy nhiên ngày hôm nay 5 hộp giảm còn có 430.000 đồng và miễn phí ship. Còn trên 35 tuổi là cái độ tuổi chúng ta bị lão hóa vòng một lâu rồi, sập sệ lâu rồi, bị lì rồi, nó khó tăng size hơn. Thì chúng ta bắt buộc phải sử dụng liệu trình là 10 hộp kẹo mầm lúa mạch như thế này với giá 1.8 triệu. Ngày hôm nay giảm còn có 780.000 đồng và được tặng một lọ cao tinh nghệ sữa ông chúa trị giá 170.000 đồng và 75.000 đồng và miễn phí ship. Mua